Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ theo đúng cái chủ đề kênh channel của mình, đó chính là cuộc sống vùng cao. Đấy, clip này mình muốn gửi đến các bạn để mà xem cho vui thôi. Đấy, xem là ở trong vườn ở trên người vùng cao gồm có những cái gì. Đó, đây các bạn. Đây. Đấy, mặt trời đang bắt đầu mọc, nhìn rất là đẹp này các bạn này. Đó. Đây chính là những cái hình ảnh ở trên vùng cao, mà cụ thể là ở trên nhà mình. Mình ghi lại để mà gửi đến tất cả các bạn. Đó. Và bây giờ mình hay dùng cam. Mình hay dùng cam hành trình cho nên là mình lại không zoom được. Làm cái gì đấy? Tưới chuối à? Đang sắc nước tưới cái chuối này, mình trồng chuối ở trên kia. Đây các bạn, khu vườn mình thì trồng một số những cây. Đây, cây bí này ngọt lắm. Bí này với lại đây là cái cà chua bi nhé các bạn nhé. Nhưng mà nó không lên, nó ít lên lắm. Đây bí mình, hồi mình thì mình hay làm thang như này cho nó lên trên này thôi, lên trên này để mà sau này nó, tức là mấy cái cây bí này nó rất là to nên là mình phải làm trên này, sau này mình đỡ phải làm để mà chống cái quả bí đấy, nó tự khắc nó ở đây nó chống luôn. Đây là dưa này các bạn này, dưa mèo đấy. Đấy, thì là tất cả các bạn thông cảm nhé, xem cái clip này để xem cho vui, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình, tại vì là cái kênh này là cái kênh mình làm, thực chất là mình làm về những cái cuộc sống vùng cao, nhưng mà sau đấy mình lại chuyển hướng làm về những cái bài, một số những bài thuốc ở địa phương. Đây, nói đến bài thuốc đây này, tôi gửi đến các bạn này, cái cây này là cây mã đề này các bạn này. Đấy, ở trong vườn có luôn này. Đấy, đây chỉ là cây mã đề này, tác dụng của nó thì nó có rất là nhiều công dụng luôn đấy. Cây này chúng ta có thể dùng cây này để mà chữa thông tiểu tiện này, cái trường hợp mà bí đái này, cây này này kết hợp với lại cây dâu tằm ấy, cái dâu tằm ở bên này này. Đây, đưa các bạn xem luôn này, dâu tằm này thì trồng để làm vườn rào thôi. Đây chính là cây dâu tằm này. Đó, cây dâu tằm. Với lại ở trên này nữa, ở trên này, chỗ cái thùng phi ấy, cái thùng phi các bạn thấy bên cạnh đấy nó có những cái cây. Đấy, tôi lấy rễ của cây cỏ danh đấy, kết hợp với lại cây dâu tằm này, với lại cây mã đề này, là một cái bài thuốc chữa thông tiểu tiện nó rất tốt. Rồi, đây các bạn, vườn rau nhà tôi đây, và dưa đây các bạn. Mấy cây này là cây dưa chuột đó, nó chỉ to bằng này thôi, thật ra thì nó còn to hơn nữa, nhưng mà năm nay hạn hán kinh khủng quá. Đó. Còn cái kia là dưa mèo chính cống. Đây, cây ngô ở trên tôi này chết hết, héo hết này, đất thì vàng úa. Đó. Còn cây này là cây cà chua này. Này, cà chua to chưa, hai quả hai quả cà. Còn cả rau nữa các bạn này. Đó, rau cải. Bên này là cái đỗ này, nó còn lên cao hơn nữa cơ. Đấy, nó leo lên cao hơn nữa cơ. Hy vọng tất cả các bạn xem clip này sẽ ủng hộ tôi.
Tại vì là cũng lâu lắm tôi không làm cái clip về cuộc sống vùng cao theo đúng tên chủ đề channel rồi. Cho nên là hy vọng tất cả các bạn ủng hộ. Khu vườn nhà tôi thì nhỏ bé, tí xíu đây. Chúng tôi còn trồng một ít cái rau rền đây. Đấy, rau rền, cà chua này, và trồng ngô. Đây các bạn, đây các bạn thấy cây này là cái cây bổ máu đấy các bạn. Cái này nó rất tốt cho chị em phụ nữ sau sinh hoặc là người mới ốm dậy đấy. Cái này kết hợp với lại thịt gà chúng ta ninh thì thôi rồi, còn tuyệt vời. Còn cái này cây nha đam này làm thuốc. Rồi, đây các bạn, nhà tôi còn có hẳn một cái nồi mùng tây nha các bạn nhé. Đây đấy, nó thật là vườn nó nhỏ bé tí xíu nên là mình phải làm như này. Đây là một cây chanh nha các bạn. Đấy, đây, cái này cây chanh. Còn đây là cây, đây các bạn biết gì chưa? Cây này là một trong những cái vị thuốc chữa dạ dày, viêm loét dạ dày, hang vị dạ dày, trào ngược dạ dày. Đó, đại tràng nó rất là tuyệt vời. Đây chính là cái hành đỏ nha các bạn, đây hay còn gọi là sâm đại hành đấy. Đây, một túm như này thôi. Rồi, tiếp tục sang bên này. Đây, dưa chuột đây. Đây các bạn thấy dưa kia dài chưa? Đó, nó phải tầm một găng tay của mình rồi. Đây, đây các bạn. Đấy, nó khá là dài. Ôi giời, đây các bạn này, một gang còn không hết này. Đấy rồi, sang bên này này, sang bên này các bạn. Đây cho các bạn xem một chút. Cây này cũng là một cái cây thuốc chữa ho, một cây chuyên trị ho, nó rất là hiệu quả, rất tốt. Đấy, còn tiếng phổ thông tôi thì tôi không biết gọi là cái gì, tiếng phổ thông ấy tôi không biết gọi cây này cái gì. Đây các bạn thấy là nó có quả của nó màu đỏ đỏ này. Đấy rồi, còn cái gì nữa nhỉ, cái đào này. Ở trên tôi thì có 3 loại cây. Cái thứ nhất là cây đào này, cái thứ hai là cây mận, cái thứ ba là cây lê. Thế 3 loại cây là cây ăn quả chính. Hầu như là mỗi địa phương, mỗi một gia đình đều trồng một vài những cái cây loại đấy, tầm tầm là 3 cây thứ yếu. Ở bên này nữa, đây là toàn là những cái gọi là dưa đấy các bạn, dưa chuột đấy. Đấy, dưa chuột. Vườn này chỉ thế này thôi, nhưng mà cũng trồng được khá nhiều. Đây này các bạn này, ôi giời, đẹp chưa. Dưa này ăn ngon lắm, không chất bảo quản, không chất kích thích nha các bạn. Mình tưới nước cần phải nước sạch đấy. Đó, đây này. Rồi, mình chỉ quay một chút như vậy cho tất cả các bạn xem thôi. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Đấy, ủng hộ kênh mình không chỉ là những cái bài thuốc mà mình giới thiệu. Mình muốn gửi đến các bạn một số những cái clip mà tổng hợp về cái những cái bài thuốc chẳng hạn,
hay là những cái cuộc sống của người vùng cao, thì mong tất cả các bạn là ủng hộ mình. Đấy, mình muốn gửi đến các bạn những cái hình ảnh ở trên mình ấy. Sau này mình sẽ gửi đến nhiều hình ảnh hơn nữa, thì hy vọng tất cả các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách cho mình một like để mình có nhiều động lực hơn làm những cái video tiếp theo. Và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ clip cho nhiều người cùng xem nhé các bạn nhé. Đây, đây là cái lều củi này. Đó, hầu như mỗi một người, một nhà ở trên này đều phải có một cái túp lều củi như thế này, và không thể thiếu được cái những cái củi này để mà mình đun ấy, đun sưởi ấm vào mùa đông nó rất tốt. Đấy, nhà mình dùng bếp ga nhưng mà mình vẫn dùng củi, tức là dùng hai loại kết hợp nấu nướng các kiểu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem và theo dõi và bỏ thời gian để mà xem cái clip này. Này, clip này tôi chỉ ghi lại những cái hình ảnh để cho bạn xem cho vui thôi. Rồi, tất cả các bạn thích và ủng hộ nhấn like nhé. Cảm ơn.